Chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Hôm nay thì mình có xử lý cái đám hoa giấy thái đó các bạn. Đây là đám hoa giấy thái ngũ sắc nha. Do mấy cây mình để mọc rễ xuống đất nên là cành lá của nó các bạn đâm xum xê chơi. Giờ mình lắc lên các bạn. Thì rễ của nó bò ra ngoài nè. Mình cắt cho đứt rễ dưới nha. Mình nhóm lên cho đứt rễ. Hôm nay mình cắt tỉa được một số rồi các bạn. Này thì mình xử lý hoa Tết nha. Hôm nay 15 tháng 11 âm lịch. Mình còn làm được bữa hai bữa nữa thì xong rồi. Đây cái số này sáng cho mình tỉa được nhiêu đây các bạn. Tỉa xong nó còi cọc sơ trà hết. Mấy cái này là do mưa nó rụng lá nha chứ mình không có lặt lá nha các bạn. Mưa quá nó rụng á. Đây một số cây thì mình chuẩn bị giá thể, còn cái số cây nào mà giá thể nó còn xài được thì mình cứ xài nha các bạn, chứ cái nào mình cũng thay. Đây là số này, số này mới cắt tỉa xong, cái này còn cắt còn sót quá tí rồi. Đây là số cắt tỉa xong. Cây này đâm rễ ra đất như thế này nè các bạn. Đó, cái rễ nó đâm ra chậu to. Cho nên là mình phải cắt nó nha. Đang bỏ nước nó cắt nước nó mới được. Chứ nếu mà mình cắt tỉa mình không có làm, không có cắt mấy cọng rễ này thì cũng thua các bạn. Đó, mình sẽ cắt hết nha. Đây, nhập nó. Những cọng rễ này anh em có thấy tận dụng làm bonsai được các bạn, nhưng mà mình đây mình không có làm nha, không làm. Rồi cắt đứt rễ nó xong giật nó lên. Đây cái ngũ sắc các bạn, sau khi nó đã bám rễ xuống đất, cây này giờ nó bám rễ xuống đất, cụ rễ nó cũng bự dữ lắm rồi, đế nó nở, đế nó đang lên đế luôn. Mà nó bám rễ xuống đất thì mình không cắt tỉa của nó thì nó sẽ không ra bông xum xê được nha. À, hoa của nó rời rạc lắm. Giờ mình lôi lên lại mình cắt tỉa hết nha các bạn. Này mình nhà như bữa nay thì 15 mình cắt tỉa mình bỏ khoảng tới cỡ tầm 20 các bạn. Nếu mà trời nắng thì mình bỏ tới 20 mình vô nước lại được rồi nha. Còn trời mưa như lóng này mưa cũng nhiều á. Nhưng mà mưa thì mình kiệt nước thêm vài ngày nữa. Sau khi nó cây nó xào lá hẳn các bạn. Ở trong trạng thái khô lá nha, héo lá khô chậu vài ngày chứ không phải. Chứ các bạn mà bỏ mà nó chưa héo lá thì mình cũng tiếp tục bỏ luôn nha. Như là mình lắc đứt rễ cái này rồi là mình lắc đứt rễ xong mình đem lên là mình làm là khoảng 3-4 ngày sau là mình các bạn thấy nó héo lá nè. Đó, nó héo lá xong rồi mình vô nước từ từ lại. Cái này mình chưa bón phân nha các bạn. Sau khi mình vô nước mình mới bón phân nha. Này các bạn lưu ý là mình cắt tỉa sạch sẽ luôn nha. Những cái cành lá, những cái chồi non các bạn, cành đang có hoa như thế này luôn nha, đang có nụ nè. Đang có nụ như thế này mình cũng cắt luôn nha. Cắt bỏ hoa hết, cắt bỏ những các chồi. Thằng nó bắn cái chồi mới các bạn mới ra hoa lại như nha. Cắt cho nó gọn gàng lại. Kiệt nước đó khoảng tới tầm 20 ngoài 20, ngoài 20 thì cây nó héo thì mới đầu mình vô nước từ từ lại nha các bạn. Cái giai đoạn đó thì mình sẽ bón NPK bổ sung với mấy cái loại mà hữu cơ các bạn, bổ sung cho nó nha. Sau khi mà mình xử lý xong nó ra nụ con như thế này nè. Đó. Như thế này thì mình có thể sử dụng mấy cái hàm lượng như là kali mình bón thêm cho nó cũng được, bổ sung cho nó ít phần bóng lá đang cho cái vàng lá nó xanh lên. Thế là xong. Mấy ngày nay thì mưa nó cũng khá là nhiều. Mà hoa giấy thái thì dễ xử lý hơn hoa giấy Việt các bạn, nên là chắc cũng không ảnh hưởng nhiều. Chứ hoa giấy Việt mấy bữa nay mưa nhiều chắc cũng thua rồi. Hoa giấy Việt bây giờ nó bắn cái chồi ra rồi nó không thấy nụ là chắc nó chết rồi các bạn. Tại mấy nay có mấy anh em gửi hình cho mình coi á, mình thấy mấy cái hoa giấy Việt mà giờ nó bắn cái mầm ra khoảng 3 phân rồi mà không thấy nụ hoa luôn, do mắc mấy năm mưa
Như vậy thì đâu còn cách nào xử lý đâu nữa. Nó mang lá thôi. Còn đây là cây hoa giấy nó bị sâu đục rồi. Sâu đục ngang này nó chết nha. Quá trời cành lá, cái này nó bám rễ ra đất các bạn, cái tàn nó quá lớn. Hiện tại bây giờ là nó cao khoảng hơn 2 mét các bạn, khoảng 2 mét 2 á, cái đường kính tán thì khoảng trên dưới 2 mét. Cái này mình thâu lại, mình thâu gọn lại, nhưng mà sau khi mà cây ra hoa thì nó cũng sẽ tàn, nó cũng sẽ trở thấy lớn như này các bạn. Mang hoa ra nha. Cái này sau khi thành phẩm thì mình cũng giao lưu với anh em tại vườn luôn nha. Đây mình giá tại vườn mình thì tầm khoảng 1 triệu ngoài cây các bạn. Là cây cao 2 mét thế này luôn nha. Tán nói chung là khi mà hoàn thành rồi thì cái xum xê như mấy cây mình chưa tỉa bên đây nè. Hoa thì cực kỳ nhiều luôn, chứ không phải nó vậy mình bỏ tự nhiên thôi. Thì đây mình giao lưu với anh em luôn nha, giá tại vườn chứ mình đây mình không có ship được nha các bạn. Những mấy này cao gì thì mình các bạn có thể thuê xe tải đó đi. Hoặc là mình sẽ tìm xe gửi về thì, chứ còn mà gửi bưu điện thì mấy cái này bưu điện không lãnh các bạn. Gốc già. Ủa cái này không có thay gom nữa, không có thay lại hả tí? Có thay giá thể cái này không? Gì chút xíu cho gom lên bên kia thiếu gom. Do nãy tôi kéo qua tôi nhận gom xuống này. Cho thêm miếng gơm bổ sung dinh dưỡng với nó. Mấy cây này mình bỏ bê mấy tháng nay rồi, lâu rồi mình không có tỉa nó, mùa mưa tới giờ cho nên là cành lá nó quá trời xum xê. Đây là ngũ sắc thái nha các bạn. Ngũ sắc thái thì giờ mình mới làm nha, chứ còn mà hàng Việt thì mình làm từ trước lâu rồi nha. Chu kỳ ra hoa của thằng này thì tầm khoảng 40 ngày. Trên dưới 40 ngày nha, miền Nam mình trên dưới 40 ngày. Thì đây nó sẽ nở tầm khoảng 20 đến 25 lần đầu nó nở đó. Qua Tết là vừa tàn là bây giờ xử lý bây giờ nha. Anh em mà chậm trễ thì có thể nó trễ. Lóng đây thì mưa nhiều quá. Cho nên là hoa nó bỏ nước thời gian nó kéo dài hơn vài bữa nha. Và đây là cây hoa giấy ngũ sắc các bạn. Cây hoa giấy ngũ sắc nó đang bò cái rễ đó này, ngoài này quá trời rễ nó qua ra chậu nữa. Giờ mình sẽ tiến hành mình cắt cái này, mình lấy cái cục rễ lên mình coi xài bonsai được không nha các bạn. Bung ra hả? Hả? Bung ra. Giống cũ nha. Giống cũ nhân sâm á. Đủ. Quá dữ. Này chắc không xài được quá. Này không có cái đầu. Nó nhỏ. Rồi ok được rồi đó. Hình như nó có nghiêng bên kia không, ta không biết nha, ta chỉ nhìn thấy qua đây lại thôi nha. Cây đang ngã mới chỉnh lại các bạn. Ngã mới bứng ra, chỉnh lại hai giá thể khác cho nó nha. Cắt bỏ rất là nhiều cành các bạn. Rồi sau một quá trình tỉa thì mình cũng đã tỉa xong các bạn. Mình sẽ tiến hành mình xử lý cái này luôn nha.
cái màu ha của nó các bạn. Đang có nụ tỉa luôn nha. Nụ lớn nụ nhỏ không phải gặt hết rồi. Cây này bộ đế cũng khá là đẹp trai các bạn. Bữa nay là 16 rồi các bạn. 16 tháng 11, cái video này mình thực hiện cho các bạn là từ hôm qua tới giờ nha. Thực hiện cho các bạn video này là 2 ngày á. Hôm nay mình cũng làm được mớ nè. Đây là làm ngày hôm qua. Còn số này chưa làm. Một trong vài ngày nữa là mình cũng phải làm hết các bạn, để không bị trễ Tết nha. Đây còn rất là nhiều luôn, một số cây quá nhiều chưa làm tới luôn các bạn. Trong một hai ngày trở lại đây thôi là mình phải tiến hành mình xử lý hết luôn nha các bạn. Màu vàng rất là sáng. Rồi thì mình sẽ tóm lại quá trình xử lý hoa thái của mình ngày hôm nay nha các bạn. Đầu tiên thì bữa nay là 15, 16 tháng 11 là mình xử lý cách đây 2-3 ngày trước rồi. Và trong vòng 1-2 ngày nữa đây là dứt điểm phải trước ngày 18 nha các bạn. Nếu không là mưa, thời tiết mưa hiện nay là sẽ bị trễ đó. Là chúng ta phải cắt tỉa hết. Cắt tỉa xử lý hết, cắt tỉa hết các chồi, các cành, các nhỏ, cành lớn, các nụ hoa, các hoa đang nở như thế này cũng cắt luôn nha các bạn. Cắt bỏ hết nha. Sau chúng ta bỏ khô héo phời cọc ở trong vòng thái này mình bỏ nó khoảng 3-4 ngày nữa mà đừng mưa các bạn. Bỏ 3-4 ngày là được rồi. Nó cũng khá là nhạy hoa, không cần phải bỏ dai như hoa với ta đâu các bạn. Bỏ khoảng 3-4 ngày thì cây hiện tượng là xào lá héo nha. Trong trạng thái xào lá khô héo trong vòng khoảng 3-4 ngày. Các bạn vô nước từ từ lại cho nó. Vô nước lại trong vòng khoảng vô từ từ thôi các bạn. Vô chậm chậm thôi, đừng nó vô nhiều quá nha. Vô nhiều quá nó bật chồi rất là nhanh á. Mình cho vô chậm chậm thôi, đặng chồi nó ra nó khằn, đặng hoa nó mới nhiều các bạn. Và trong thời gian mình vô nước lại bữa hay bữa sau mình thấy bón phân được rồi. Phân mình đang sử dụng đây là phân là BK. Dự kiến mình đang xài cái mùa này sẽ là BK 20-20-15. Tuy nhiên nếu mà cây các bạn nó bị còi quá, các bạn hãy sử dụng thằng 30-10-10 cũng được. Thành phần NPK là thành phần đạm lẫn kali á các bạn. Thì mình thấy cây mình thiếu chất dinh dưỡng gì mình bón cái đó nha. Bên cạnh việc mà bổ sung cái hàm lượng NPK phân hóa học thì mình nên bổ sung thêm cái loại là phân vi lượng nè, vi sinh hoặc là phân hữu cơ. Phân hữu cơ đây là phân hữu cơ đã được phân hủy, đã được khoai mục nha các bạn, chứ không phải phân chuồng nha. Phân chuồng mà các bạn nếu mà cây trưởng thành như thế này các bạn cho phân chuồng vào thì được nha, nhưng mà cây các bạn còn bé còn yếu thì không nên sử dụng phân chuồng nha. Nếu mà sử dụng phân chuồng thì chúng ta phải sử dụng phân chuồng đã được ủ, nấm, vi sinh, khử khuẩn nha, chứ phân chuồng chưa được xử lý thì chưa nên xài các bạn. Rồi bổ sung phân hữu cơ cho nó để giúp cải thiện đất. Đến cái giai đoạn mà cây mình nó bật chồi thì bật cái nụ, đây thì không có nụ nào để phí dụ cho các bạn hết. Thì khi các bạn hình dung khi cây nó mọc ra còn có đách lá nhỏ xé bé xíu xíu rồi, giờ nó chưa tượng cái bông này thì nó có cái nụ mầm hoa trước, thì chúng ta nên phun cho nó một cái hợp chất, có thể anh em phun thằng Comcat Atonic nè. Đây là cái thành phần dưỡng lá và kích rễ, kích mầm hoa đó các bạn. Mình phun cho nó nha, giúp cho cái dàn lá nó xanh tốt hơn. Và khi cây nó ra hoa mà cái nụ hoa nó bé tí như thế này thôi nè các bạn, thì chúng ta có thể bổ sung cái thằng vi lượng, cái thằng kali các bạn, giúp cho cái màu hoa mình nó sáng hơn nha, sắc nét hơn nha. Còn cây mình hiện tại mình đang để cho tự trạng thái tự nhiên nha, cái màu hoa nó cũng chưa được sáng đâu các bạn. Màu vàng đúng ra màu vàng nó tươi lắm, màu vàng tươi lắm chứ không phải vàng như thế này. Cây mình đây nó thiếu dinh dưỡng nặng lắm. Rồi vậy là hết cái chu kỳ xử lý rau hoa của mình. Và trong cái thời gian mà các bạn lưu ý cho mình là phun thuốc á, dưỡng thì mình nên phun vào giúp chiều mát nha, chiều mát và sáng sớm. Nhưng mà các bạn nên phun vào chiều mát để sẽ hiệu quả hơn. Và bón phân thì chúng ta cũng nên bón phân vào cái lúc chiều mát luôn, chúng ta tưới ban đêm cho cây nó có thời gian hấp thụ nha. Mình bón phân giữa trời nắng mình tưới thì nó bốc hơi hết, cái ăn cũng không được bao nhiêu luôn nha, các bạn có lưu ý vấn đề đó cho mình đúng nha. Rồi thế là xong quá trình xử lý rau hoa. Đến khi cây rau hoa thế này rồi thì các bạn chỉ việc tưới nước hàng ngày thôi. Hoa giấy thì không nên tưới nhiều nước nha, hoa giấy thì tưới đủ nó xài thôi, đủ nó sống thôi. Hoa giấy tưới nước nhiều quá thì lá nó ra nhiều, gai lá hoa ít nha các bạn. Đó là quá trình xử lý rau hoa mình tóm gọn cho các bạn đơn giản như vậy thôi nha. Các bạn lưu ý thì quá trình xử lý rau hoa giống như nhau, miền Bắc, miền Trung, miền Nam giống như nhau hoàn toàn hết, chỉ có khác về thời gian thôi nha. Thời gian thằng miền Bắc thì nó xa lắm,
miền Trung thì cũng đỡ nha, miền Nam mình thì rất là gần, miền Nam mình đây mình để xử lý đi tới Tết ra hoa nè, còn miền Bắc miền Trung thì bây giờ trễ rồi nha các bạn. Rồi hôm nay thì mình gửi cho các bạn một video như thế này thôi, video cũng khá là dài, anh cũng xin kết thúc video tại đây. Anh em có thắc mắc gì muốn liên hệ với muốn hỏi về vấn đề hoa giấy thì có thể liên hệ với mình nha. Các bạn có thể vào kênh của mình, các bạn tìm thông tin ở trong cái phần mô tả kênh đó. Mình đây là thông tin đó, các bạn có thể ghé vườn và có thể là ép Zalo cái số điện thoại trên đó đó, mình sẽ hỗ trợ các bạn kỹ thuật thêm nha. Đây thì mình ngoài cái việc mà bán hàng ra thì mình còn nhận hỗ trợ kỹ thuật cho anh em luôn, hỗ trợ tư vấn miễn phí nha các bạn. Anh em nào có thắc mắc gì cứ hỏi mình chỉ hết nha. Rồi hy vọng các bạn có một cái cây hoa Tết thật là đẹp. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại bạn video tiếp theo.